Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ mở cái hộp quà Tết này, cái giỏ quà Tết này ra xem bên trong có những gì các bạn nhé. Mình thấy trên TikTok, cả trên YouTube thì người ta mở ra có rất nhiều thứ hay ho bên trong này. Thì hôm nay mình sẽ mở cái giỏ quà này của nhà mình ra xem bên trong có gì các bạn nhé. Giỏ quà này nhà mình mua từ hôm Tết rồi các bạn ạ. Hôm nay mới bóc ra xem có gì. Người ta gắn ở đây chắc chắn lắm các bạn ạ. Gắn cho nến vào để cho nó đỡ rơi ý. Bây giờ mình sẽ bóc từng thứ ra một các bạn nhé. Đây là cái đồ trang trí này. Người ta gắn chặt lắm các bạn ạ. Đầu tiên đây là một hộp bánh bé. Để đây trước đã này. Đây là một hộp kẹo, hình như là hộp kẹo sô cô la các bạn ạ. Đây, cầm như này. Ở giữa là một chai rượu vang các bạn ạ. Để đây nhé. Cái hộp này hồ vuông vuông bên ngoài bằng sắt. Tí mình sẽ mở bên trong sau các bạn ạ. Hộp bánh quy này. Người ta gắn bằng cho nến chặt lắm các bạn ạ. Cuối cùng là một hộp bánh. Cái này nó như là nó là kẹo phải, kẹo mà như kiểu bim bim ấy các bạn. Đầu tiên là mình sẽ mở hộp này xem hộp này có gì các bạn nhé. Nhìn bên ngoài không đoán ra được cái gì. Bên trong là một gói trà các bạn ạ. Bên ngoài nhìn vỏ rõ là đẹp này. Bên trong là một gói trà xanh Thái Nguyên. Tiếp theo mình
mình sẽ mở cái hộp kẹo này ra xem bên trong có gì các bạn nhé. Cái này vừa xong mở ra là có chè rồi này. Đây, để đây. Nhìn bên ngoài rõ đẹp các bạn ạ. Hôm nay bên trong là kẹo các bạn ạ. Được khoảng tầm một, đây các bạn nhìn này, được khoảng tầm 1/4 của cái hộp này các bạn. Được 1/4 cái kẹo trong này, nó chỉ bằng 1/4 cái hộp thôi các bạn nhé. Nhìn thì to vậy thôi. Đây, kẹo này mình cũng chẳng biết là hãng gì. Viên kẹo cứng ở đây chắc là tầm có khoảng 20 cái kẹo các bạn ạ. Rất là ít, 1/4 hộp kẹo. Tiếp theo mình sẽ mở đến cái hộp bánh này. Tớ xem nhiều trên TikTok với cả trên YouTube review rồi nhưng mà không tin. Hôm nay mở hộp giỏ quà Tết của nhà mình ra các bạn ạ. Đây bên ngoài nó là một hộp bánh quy của Aurora này. Đôi 468, bên trong này có 8 cái bánh quy các bạn nhé, cùng hãng. Được một chai rượu. Mình sẽ mở sang cái hộp này. Hộp này người ta ghi vẫn là bánh quy các bạn ạ. Nhìn cái vỏ của nó cũng hơi lạ các bạn ạ. Đây, được một khay bánh quy này các bạn ạ. Cuối cùng mình sẽ mở cái hộp to nhất này các bạn nhé. Đây các bạn nhé, trong một giỏ quà thì có bằng này. Đấy, đây hộp bánh này. Mình chỉ buồn cười nhất là cái lọ này, bên ngoài rất là đẹp nhưng mà bên trong nó là gói trà thái nguyên, cả một kẹo sô-cô-la các bạn ạ. Chắc có bằng 1/4 cái hộp này. Thôi video của mình cũng tới đây thôi các bạn nhé. Hẹn các bạn ở những video lần sau.